Chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình lại muốn nói với các bạn cách farm kim cương phần 2, nhưng mà lần này sẽ là nên sử dụng cách nào để tăng kim cương nha. Ok, thì mình sẽ kêu bạn ấy chat bên mình để lấy con pet farm game ngon nhất nhá. Bây giờ mình sẽ bỏ đi những con cũ đi. Thì bạn ấy tặng mình những con có khả năng hút kim cương nhiều hơn và các kiểu. Và bạn ấy còn tốt bụng nữa, cười tặng mình thêm 10 mét game nữa. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến nơi mà nhiều kim cương nhất spawn chung một chỗ. Ok, và mình đã tìm được nơi này có những kim cương gần nhau. Bây giờ mình sẽ làm các quy trình để tăng kim cương nha. Ok, thì mình đã làm xong 6 cục kim cương. Bây giờ anh em sẽ vào setting chỉnh là Ascending là single nha anh em. Rồi bây giờ anh em lấy ra 6 con rồi cho nó vào từng cục kim cương và để cho nó farm, và chỉ cần rơi ra game thì hốt thôi. Thì mình thấy là nó lên kim cương nhanh hơn mấy con mà mình đã xóa từ đầu video nha anh em. Ok, giờ thì cứ để nó treo lâu lâu, nhưng mà cũng phải vào game anh em, cũng đi qua lại không thôi treo máy lâu sẽ bị kích ra. Ok, thì thôi mình xin tạm dừng video tại đây nha. Nếu anh em thấy thích video này, hãy để cho lại mình một đăng ký và một like. Còn nếu không thích, thì cũng hãy để cho mình một like và một đăng ký luôn.